Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gồm Sự Trang Trí. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp mang đậm giá trị phong thủy và văn hóa truyền thống, Mai Bình Tích Hoa Khai Phú Quý. Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng sự tinh xảo và tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc đằng sau tuyệt phẩm này nhé. Mai Bình Tích Hoa Khai Phú Quý là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, kết hợp giữa tài hoa của người nghệ nhân và giá trị văn hóa sâu sắc. Sản phẩm này không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn là một điểm nhấn trang trí sang trọng cho không gian sống của bạn. Mời các bạn xem clip thực tế của sản phẩm. Mai Bình được chế tác từ chất liệu gồm sứ cao cấp qua quá trình nung nhiệt độ cao để đảm bảo độ bền và sự hoàn mỹ trong từng chi tiết. Bình có màu men bóng loáng, kết hợp với hoa văn tinh tế, thể hiện hình ảnh hoa mẫu đơn nở rộ, biểu tượng của sự phú quý và thịnh vượng. Hoa mẫu đơn trên bình tượng trưng cho sự khai hoa, phát tài và mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Hình ảnh hoa khai phú quý là một hình ảnh mang đến lời chúc tốt lành, đại diện cho lời chúc dành cho con đường quang lộ của người gia chủ luôn được hanh thông và phát triển. Đồng thời nó còn mang ý nghĩa gắn kết tình cảm gia đình. Bình hoa này thường được đặt ở những vị trí trang trọng trong nhà như phòng khách, phòng làm việc hay đại sảnh để thu hút vận may và tài lộc. Với chiều cao 34cm và chiều ngang 20cm, Mai Bình Tích Hoa Khai Phú Quý không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn mang giá trị phong thủy. Nếu bạn muốn tô điểm không gian nhà mình với một món đồ độc đáo và ý nghĩa, Mai Bình Tích Hoa Khai Phú Quý là một lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các câu đối Tết hay với ý nghĩa phong thủy để thêm phần may mắn và thịnh vượng cho gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng rằng Mai Bình Tích Hoa Khai Phú Quý sẽ mang đến cho bạn sự phú quý và may mắn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.